như tôi đây lái taxi, như là chúng mình anh em mà được 10 triệu, 10 triệu một tháng thì anh em chỉ bằng làm công nhân khoảng 7 triệu thôi. Ôi giời ơi. Hello anh em, chào mừng anh em kênh của tôi anh em nhé. Thì anh em ơi, hôm nay tôi sẽ so sánh cái lái taxi với cả làm công nhân thì làm cái nào hơn và anh em nên làm cái nào. Thì để giống nhau thì lái taxi với cả làm công nhân thì anh em mình đều là người đi làm thuê thôi anh em, và làm công ăn lương. Như tôi đây lái taxi, như là trung bình anh em mà được 10 triệu, 10 triệu một tháng thì anh em chỉ bằng làm công nhân khoảng 7 triệu thôi. Tại vì sao lại như vậy anh em? Tại vì là khi anh em mà lái mà anh em được 10 triệu thì anh em phải bỏ ra cái chi phí rất là nhiều, như là ăn uống này, nước nôi này, chi phí phát sinh thêm như là chi phí như va chạm, chi phí cho cảnh sát giao thông vì mình đi sai luật. Còn nếu mà anh em làm công nhân thì anh em sẽ không bị mất cái chi phí như là ăn uống. Như bây giờ công ty nào thì cũng họ cũng nuôi ăn uống rồi. Họ cũng nuôi ăn uống một bữa trưa chẳng hạn, hoặc là nó như là mỗi một ca sẽ ăn uống một lần, và nước nôi thì sẽ không phải mất. Thứ hai nữa có là mình làm bị hỏng hàng hay là hỏng máy thì nói chung là cũng chỉ biết bản kiểm điểm thôi, chứ không bị trừ lương. Rất ít công ty bị trừ lương. Tôi cũng làm, ngày xưa tôi cũng làm công nhân rồi, có nói chung là công ty mà có những anh em mà làm hỏng rất giá trị rất là lớn, lên đến 100-200 triệu, nhưng mà cũng không phải đền gì cả. Nói chung là để cuối năm này đánh giá thì cái thưởng nó sẽ bị ít lại thôi, chứ còn không bị trừ lương gì cả. Như lái taxi này, anh em mà bị va chạm giao thông hay là công an thổi, công an bắt thì là anh em mình sẽ mất tiền nhé. Thứ hai nữa là ăn uống là mình sẽ phải tự lo. Anh em cứ tính trung bình một ngày ăn 2 bữa ở ngoài đường, nó phải ăn uống nó phải rơi vào khoảng 80.000, 80 nhân với cả 30 ngày, 83, 24 hết 2 triệu rưỡi rồi. Còn 500.000 kia nữa là anh em có thể va chạm hay là tiền điện thoại. Đấy, như tôi có mua cái vé tháng ở cái trạm thu phí ấy, thì mỗi tháng hết 300.000 rồi. Nhưng mà mình lái taxi ô tô này thì nó khá là nhiều khoản phải chi, như là tiền điện thoại này, tiền 3G này, tại vì mình phải gọi khách mà anh em. Thì nên là mà nếu mà tôi mà lái taxi được 10 triệu thì chỉ bằng là công nhân làm 7 triệu thôi. Mà anh em, ở đây tôi có thể cho anh em xem một số cái tuyển dụng. Bây giờ những cái khu vực, khu công nghiệp ở Hà Nội này thì anh em làm cứ gọi là làm đủ công, một tháng làm khoảng 24-25 công thôi là anh em đã được khoảng 7-8 triệu rồi. Đấy, tất cả công ty bây giờ nhé. Thứ hai nữa là công ty còn được đóng bảo hiểm cho nữa. Mình thì chịu khoảng 10% gì đấy anh em ạ. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà công ty sẽ đóng bảo hiểm cho mình. Nói chung là cái chế độ của công ty, phúc lợi của công ty nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với anh em đi lái xe taxi. Lái xe taxi mình chả được đóng bảo hiểm gì cả. Và cũng cái phúc lợi nó cũng ít hơn, không có công đoàn hay gì. Công ty thì anh em sẽ có nhiều ngày lễ hơn, nhiều được ngày thưởng hơn. Như anh em mà công ty anh em làm thứ bảy chủ nhật thì sẽ được đi làm thêm đấy, thì sẽ được nhân đôi lương. Như lái taxi này anh em lái thứ bảy chủ nhật suốt cũng không được thêm tiền cả. Thứ hai nữa là lái taxi này sẽ phụ thuộc vào lượng khách. Nếu mà khách nhiều thì anh em có thể được lương cao, nhưng mà khách ít thì lương sẽ rất thấp. Cái độ ổn định nó sẽ rất ít. Như công ty cái độ ổn định rất là cao, tháng nào cũng đều như tháng nào. Có những tháng anh em làm thêm nhiều hơn sẽ được nhiều tiền hơn. Còn là taxi này cũng có những tháng mà nó là đột phá anh em. Có những tháng khách nhiều thì anh em sẽ đột phá, lương sẽ rất là cao. Có thể có những anh em đến 15-20 triệu. Như công nhân thì làm công nhân công ty thì rất là khó để đột phá như thế. Trừ khi là mình làm có chức có quyền, hay là mình có một chút chức, hay là mình làm theo sản phẩm, ăn theo sản phẩm, hoặc là ăn theo cái doanh thu thì mới có thể lên được cao như thế. Hoặc là các bạn bán hàng thì mới lên được cao như thế. Nhưng mà đây tôi là nói những cái anh em mà đang làm công nhân, là làm công việc bình thường chứ không phải là làm cái đặc thù, chỉ rất là khó để lên được 15-20 triệu anh em ạ. Thì nói chung là, nhưng mà lại được cái rất là ổn định anh em. Thì đấy, về cái thời gian thì làm công nhân thì sẽ gò bó thời gian hơn. Khi làm, khi
như là cứ đến giờ là mình phải vào công ty và hết giờ thì về, ngày nào cũng thế. Như là taxi này thì cái thời gian nó có thể nó thoải mái hơn, nó co giãn tốt hơn. Ví dụ như là hôm nay anh em mình có thể làm khuya một tí, xong sáng mai mình có thể đi làm muộn hơn một tí thì nó vẫn bình thường. Thứ hai nữa là xin nghỉ thì nó sẽ tiện hơn là công nhân. Công nhân thì mình có phép mỗi một tháng, mình có một ngày phép hoặc là hai ngày phép gì đấy, mình xin nghỉ thì vẫn được lương, nhưng mà lại khó xin nghỉ hơn. Còn lái taxi này thì xin nghỉ thì dễ hơn, hoặc là mình có thể chạy một quốc xong mình nghỉ cũng được. Nói là mình hôm nào mình mệt mình sẽ không chạy nhiều thì mình chạy mình nghỉ cũng được. Thời gian thì nó tự do thoải mái hơn. Đấy, ví dụ như cái thời gian như bây giờ rất là nhiều, thời gian trống rất là nhiều anh em ạ, thời gian rảnh rất là nhiều, nên là cũng dễ mình gặp vào những cái tệ nạn xã hội ấy, như là lô đề cờ bạc. Còn ở công ty thì lại hay ăn nhậu hơn, tại vì là anh em mà cứ làm cùng ca là khi mà tan ca là khoảng cứ tháng khoảng một lần là mình lại đi gặp nhau tí, hay ăn sáng ăn tối thì lại dễ như hay nhậu nhẹt hơn. Còn lái taxi này thì dễ lô đề cờ bạc hơn anh em ạ. Thì lái taxi này hợp với những ai? Là taxi này thì hợp với những người mà thích di chuyển, thích có một cái thời gian nó tự do hơn, một cái công việc nó thoải mái hơn, nó không bị gò bó. Đấy, ví như lái taxi này em có thể dùng điện thoại, mình mệt mình nghỉ, không nói chuyện với khách các kiểu thì nó cũng được thoải mái. Nhưng mà mỗi cái là mình làm việc chỉ mỗi một mình thôi, không khi lái xe thì mình lái mỗi mình thôi. Còn làm công nhân kia thì hợp với những người mà thích ổn định hơn. Anh em mà làm công nhân mà mỗi tháng anh em thu nhập khoảng 11-12 triệu thì sẽ bằng anh em lái taxi mỗi tháng thu nhập khoảng 14-15 triệu anh em ạ. Mà lái taxi này mà thu nhập được 14-15 triệu chỉ bằng anh em đi làm công nhân mà làm được 11-12 triệu thôi. Thì công nhân cũng sẽ để ra được, ví dụ như là làm 11-12 triệu những công nhân có thể để ra được 5 triệu, thì lái taxi này phải tận 14-15 triệu thì mới để ra được 5 triệu. Đấy là ví dụ, cùng một mức tiêu, cùng một mức chi tiêu giống nhau thì làm công nhân sẽ phải chi phí ở ngoài ít hơn anh em nhé. Thì những ai mà muốn từ công nhân mà sang lái taxi thì hãy xem mức lương của mình. Ví dụ như bây giờ anh em mà chạy như bây giờ nhé, và hãng của tôi nhé, thì anh em chạy mà chịu khó chạy thì mỗi một tháng anh em sẽ lương khoảng trên 10 triệu. Thì 10 triệu này nó chỉ bằng anh em làm công nhân khoảng 7 triệu thôi. Thì nếu mà anh em mà là thích cái nghề nào, ví dụ như anh em mà xin được công nhân ở cái mức lương là 10 triệu, thì tôi nghĩ là anh em không nên chạy taxi. Còn anh em nào mà mức lương chỉ khoảng 7-8 triệu thôi thì anh em có thể suy nghĩ là sang chạy taxi. Sang chạy taxi thì anh em mà chịu khó làm thì tôi nghĩ là sẽ anh em sẽ thu nhập sẽ tốt hơn và sẽ để ra được nhiều hơn so với là làm công nhân. Ok, thì đấy là vừa rồi tôi cũng chia sẻ cho anh em là cái mình nên làm công nhân hay là nên lái taxi. Thì cái video này tôi xin tạm dừng tại đây anh em nhé.